Đối với em thì gặp đội nào em cũng kiểu cái cảm giác mình chỉ muốn thi đấu để hết sức bản thân của mình thôi, chứ mình không không nghĩ là đội nào mạnh hơn là mình sẽ cái tâm lý của mình nó kém đi. Em nghĩ là mình vào thi đấu thì mình cái tâm trí của mình là mình để mình thi đấu và để học hỏi, là để cho những mấy em, để mình làm gương để mấy em càng về sau càng học tập hơn. Em rất là hào hứng và rất là hiểu, mình cảm thấy là mình riêng bản thân mình cảm thấy hạnh phúc rồi, vì vì cũng từ đó giờ cũng chưa có đội nào thế giới mà để mời mời đội Việt Nam mình để sang mà thi đấu hoặc là kiểu như giao lưu như thế. Em rất là vui kiểu mà mình được vừa học tập bạn và cũng như mình xem bản bản xem Việt Nam mình kiểu đưa đưa lên Việt Nam mình tầm tầm thế giới khác nữa. Chia sẻ với em là kiểu rất là vui vui mừng, kiểu phấn khởi lắm, tại vì kiểu lần đầu tiên mà được đi Pháp mà là một đầu đầu tiên mà được giao lưu với đội mạnh như thế, cũng như là bạn đấu cũng như là vừa rồi SEA Games cũng thế. Em cũng nghĩ là mình cũng gặp mấy đội đấy rồi thì hiện bây giờ mình quen rồi, thì nên em nghĩ là mình giờ hiện mình thi đấu để hết sức mình thôi, kiểu mình đối thủ thì đội nào em nghĩ là đội nào cũng mạnh cả, mình không thể nào mà mình nghĩ cái đội nào yếu thì mình ấy được.